Hello và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh F Mobile. Thì hôm nay mình sẽ đi cùng với Quý, Nhi và Min. Min đâu rồi? Min, Min ơi em đâu rồi? Em chui vô gôn làm gì vậy? Em đang... Tới đây, nằm nè. Đây, có kẻ bịt mặt đây rồi. Ấy. Quay cái mặt qua đây cái coi. Con này. Đây. Đâu. Ok thì trận này liệu rằng nói chung là mình sẽ không đi cùng với Quý và Nhi. Quý Nhi đi đâu đó thì mặc kệ. Mình sẽ đi cùng với là Min. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vào thôi. Em ơi, mình nhảy ở đây này. Biết sống được để đi không? Nhảy đâu anh? Nhảy. Anh nhảy đó thì em nhảy chỗ khác đi. Đi đâu? Đây. Dạ thế, chỗ này làm gì có đồ? Xuống đi, gì chỗ này không có đồ gì? Xuống chung à? Ít đồ. Không, chỗ này mà ít gì, chỗ này nhiều lắm. Mấy cái nhà kho luôn. Ôi. Sang đừng bỏ em lại nữa nha. Làm gì có, anh không có bỏ nó em nữa đâu. Thôi, đổi ra ghẹ. Ôi, thằng anh Sang. Gì vậy? Em làm gì cho em cái, em đứng trên đó đi, tí nữa anh đón xuống. Đứng trên đó đi. Đừng có vô nhà chính nha. Rồi, đứng trên. Biết em đứng trên ở đó trên nha là... đừng có xuống đó, nha đó. Làm gì mà đó, em nhảy đó. Lên cây ghê vậy thiệt luôn á, thề luôn á, ngáo thề rồi đó nha, đầy ăn luôn á, không nhìn dưới được. Thì cứ đứng đó đi để anh ra anh ngắm xíu. Ủ hay gì ta, ăn gì ta, sao em đi đấu em cái em lên đây ngồi được á, đủ lắm á, thề luôn. Coi kìa em làm gì trên đọt cây vậy? Nó không nhìn thấy mình đâu. Cây che hết rồi. Rồi đi xuống đi. Xuống đi anh chụp nè. Trời ơi. Đậu phộng. Đi kiếm máu đi em. Trời ơi, tự đâu mang máu tới máu này em. Có đâu. Hài thiệt quá. Có máu thì em cho rồi. Người ta bảo là đừng nên tin những gì đàn ông nói. Này con kia im lặng nha. Biết ông sao phải đàn ông không? Trời anh chính gốc luôn em. Nhi ơi, phụ Nhi ơi. Từ. Anh cầm 500 đối hậu cái đó là ít à đó. Phụ nằm luôn rồi. Minh ơi, máu nè em. Máu nè. Trời. Quấn đi em. Bằng đít đi em, Rồi. Kìa. Qua hỗ trợ hai đứa kia kìa. Có cần hỗ trợ không? Cần hỗ trợ thì la lên một tiếng đi. Anh Phi Châu qua cho. Thấy giết người rồi. Anh ơi giáp ba anh ơi. Giáp ba hả? Đâu? Em lấy đi, em mang đi. Em có rồi. Em thôi có. Ôi nó bắn em kìa. Không, nó bắn anh. Ôi nó bắn anh hả? Đâu rồi, đâu giáp ba đâu? Trong nhà anh, dưới á. Giáp 1 mà, em nhìn nhầm rồi đó. À đây giáp ba này. Ôi nó bắn anh kìa. Đây, thấy rồi. Nó chạy xe qua em. Anh nó yếu rồi, bắn nó một cái là nó chết. Này. Còn thằng nha. Đứng đây bơm máu này. Ôi, anh cả S của em rồi. Em cả S của anh đi. Trời đầu. Sao em không cả S của anh? Ủa, anh chết veo rồi. Nó chạy tới như một vị thần. Đi em, qua bên hỗ trợ cái cặp đôi bên kia em.
chạy ra, bên đây có gì đâu, không chạy anh. Không, mình đi cùng mình đi. Ờ, mình đi cùng mình. Taxi. Ờ, đúng rồi. Em nói đúng đó. Ờ, anh mới thấy một... Cái gì? Xong anh, xong. Nó ra rồi. Cái này. Rồi yếu rồi. Cái gì con trai nói em. Mà hãy nhìn cái gì con trai làm. Cắt cổ nó. Ghê. Kinh, kinh, kinh chưa, kinh chưa. Gì quay, quay tay ghê vậy. Em bên... bên đây có cái đồ tăng giáp này, em qua lấy không, anh nhường cho em đó. nhẹ nhàng ha. Đâu rồi cái đồ tăng giáp, đâu rồi ta? Anh chưa có tăng luôn á. Đâu anh chưa có tăng đâu, đâu không qua xong kêu ôi anh quên mất, hồi nãy em đã tăng rồi. Nghe đầu làm gì có. Có không có, anh thấy cái đồ tăng giáp nó nằm ở đâu đây nè, vòng vòng đây nè. Thề luôn á, anh thề là anh đã thấy cái đồ tăng giáp. Hình như anh lỡ tăng rồi. Đâu, giáp anh nó màu trắng mà, anh đâu có tăng đâu, tào lao. Mà em mới đổi giáp mà. Đúng rồi. Giáp anh màu trắng. Nhưng mà anh thấy rõ ràng, anh thấy có cái đồ tăng ôi, giáp ở đây. Sao vẫn... Được rồi, đủ rồi. Thiệt, anh nói thiệt mà, thề luôn á em. Anh thề anh mà có nói dối là anh ra đường à. À đây nè em đây nè, đây thấy chưa, anh đâu có nói dối đâu, thấy không thấy không, người nói thương anh đi, nói thương anh đi. Anh lại bia có đồ tăng giáp ở trước mặt kìa. Đâu để đó anh qua tăng nha. À chất lượng cơ khí á. Alo. Tăng chạy. Tăng chạy. Có khởi ai có đồ tăng chép. Có không? Tăng ra đi, ăn lắm. Tăng. Em Mình ơi. Kêu đi riêng rồi, cố chạy chỗ người ta. Mình ơi. Nè, kỳ đà. Rồi xong, đó, thấy chưa? Thấy tác dụng chưa? Thằng khốn nạn, Mình ơi. Mình. Đợi xíu. Cái chuyện anh bán hồng xăng á. Cái thằng quý này không nạn. Kìa nó lái xe đi rồi kìa. Không nạn, bắn bể xe nó đi. Xe rồi anh ơi. Sao hồng xăng đang vậy? Có người ạ. Ủa đông nát đâu kìa. Thôi mình đi. Minh ơi. Đi em ơi, bỏ đi. Kệ nữa. Đông lắm, bên đó đông lắm em. Bên này. Mình lên hóng gió đi em. Mình qua bên đây rồi mình lên cái trên cao này nè. Lên hóng gió. Lên hóng coi ở trên coi bắn nhau ghê không. Đó, nó đang bắn nhau kìa. Rồi đi, lên đây nè, lên bằng đường này nè em. Em leo được không? Ngay góc á. Đó, đúng rồi. Ngay góc á, chạy thẳng tới, nhảy. Đúng rồi, nhảy đi, chạy thẳng tới, nhảy, đúng rồi. Rồi, hay quá. Rồi, mình hóng. À, mình thấy rồi, đừng bắn nha. Thấy rồi, nó ở trong kia. Đi lùi xíu em ơi, không thôi nó bắn chết rồi. Đó, quý đang chạy vô. Rồi, có án mạng xảy ra rồi. Thôi, một đứa bên trên lên. Một đứa bên trên nữa. Hết rồi, anh bắn rồi. Ta phụ cho vài viên đó, thấy tội đó. Thiên chạy ở đây không hiểu đâu. Em, nằm xuống hai tụi mình chụp hình cái nè. Từ từ. Từ từ nhục mũ này đã. Từ từ. Khó rồi ta, nó trơn như cục xà bông vậy. Thề luôn. Em nằm im đi, nó trơn như cục xà bông vậy. Chuyện tình Lan và Điệp. Không quá anh vậy.
rồi, ta lấy cái tấm hình này. Lấy đi. Rồi. Bên kia có bắn nhau giờ sao? Bom kìa. Ê, ê, mình có thính này, có thính nè em. Em cũng có. Ừ. Ném lên đây đi. Ném đi, ném đi. Anh ném trước đi rồi em. À, Em ném trước em rồi ném anh trước ném. đi, anh ném ngay cái chỗ Em em cận ném nha. luôn. Không, anh ném ngay chỗ đó luôn. Đó. Rồi, Ê, đây ê, ê, đừng. rồi. Ê, 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 có thằng kìa, có Nhanh thằng lấy thính lên. kìa. Này thì lấy thính nè. Đâu, có xe ở dưới Thôi anh. kệ Ôi, kệ kệ. có cái băng Đây ghép đây kìa. đây này đây này. Này thì lấy thính này. Này thì lấy thính này này, đời tông hả? Để anh lo cho. Rồi ok. Thính chồng lên thính kìa em. Ơi ơi ơi. Ok. Xuống rồi. Có AW kìa, em lấy không? Anh lấy á. Kìa, nó chạy hướng 120 kìa. Tặng nữa. Hai cây áp đây bạn. Ừ, hai cây AW đi. Đây này, đây này, đây này. Mình lấy luôn. Có Ghê thằng. chưa, ghê Ơi chưa. ơi ơi, nó chạy lên đây nè. Nó chạy lên đây nè em. Mày làm sao? Thằng mà ngồi sau kia gần gục rồi trên đất. Có Thiệt quả mà bom chứ trời thiệt. qua không em? Em chạy xuống đây xíu. Đừng có chạy ngang đó, nó bắn nó bây giờ. Chạy xuống đây nè, nóc bên đây nè. AW á. Ê, nó bắn ai á? Nó À, bắn mình đó nó em. đầu nó lên kìa. Đúng nè. Hết đạn rồi anh ơi, đã xuống trường á. Nó kìa, nó lên Nó kìa. bên kia kìa, nó bên kia lận, núp xuống. AW em. Núp xuống. Để anh xử thằng bên kia cho. Lắng đi. Em thì lấy AW rồi, thằng nào cũng hết đạn rồi. Anh thấy nó rồi. Để coi. Một viên. Bên này một thằng nữa. Nó chạy kìa. Nó chạy ra sau rồi. Nó chạy kìa. Đậu xanh á. Nó này chạy xuống rồi. Ôi, ôi. Đậu phòng á. Đợi anh xíu. Sao vậy? Không, không, không sao, đứng đó trên nó đi nha. Đợi anh xíu, anh lên chưa. Rồi nhi. Em bằng phóng lựu anh ơi. Ai đâu? Đừng quan tâm thằng quý. Đừng. Đừng quan tâm thằng quý. Đừng quan tâm nó, kệ nó đi. Cái thằng bên kia kìa. Đấy rồi. Ôi ơi, ơi, đau 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 đau. Rồi, help me. Cứu anh, cứu anh, cứu anh. Cứu anh, cứu anh mình ơi. Ngồi xuống em. Trời Ở đầu ơi. phòng. Rồi. Sao vậy? Sao bắn chết luôn hả? Nó bắn chết anh rồi. Em nấp. Đó hay quá, mình ơi. Mình ơi, trả thù giùm anh đi. Anh cũng không biết nó ở đâu nữa. Nhưng mà nó bắn anh gắt quá. Đâu đây nè. Đó 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 đó, lòi đầu ra kìa. Đó 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 đó. Thấy chưa? Đó nó chạy kìa, nó chạy kìa. Cào đầu nó em. Coi nha. Cào đầu nó. Đó, cào đầu. Rồi, xích lên xíu nữa em, xích lên xíu nữa. Đó nó kìa. Nó Ôi, nó lưu bắn nha, em đi kìa. AW nha. Kìa kìa, núp Ờ, vô. dễ ăn lắm. Đó, nó kìa. Solo AV kép hả? Solo AV kép kìa. Giống mình bắn headlight quá hả? Rồi xong, bị dính rồi. Ngay chân rồi em. Quý nó đang xuống kìa. Nó kìa, nó chạy kìa. Em, nó chạy kìa. Rồi, Quý giết rồi. Ok, và Amphetamine là một người đồng hành cùng với tôi. Và tôi đã phải nằm xuống. Chạy đi em ơi. Bò nó cắn đau lắm á. Ở chạy đường kia, đường kia, đường kia, đo đường đó. Cứ chạy thẳng xuống. Ơi, ơi đừng có bò ở phóc xuống. Chết bây giờ. Ui kinh vậy.
Em nhảy từ trên đó nhảy xuống mà không mất giọt máu nào luôn á hả? Năm máu mà. Hay vậy. Hay. Nhi ơi bơm máu đi em. Em quyết định không dùng alloy kép nữa. Bo đập, bo vừa đập vô cái bơm máu đi em. Bơm máu đi. Đi rồi. Máu nha. Thêm bình nữa. Rồi, Nhi bo cắn rồi. Chạy. Ôi sao luôn. Bơm máu đi em. Nhi, bơm máu đi. Vô được không? Ờ, vô được rồi kìa. Chúng ta phải qua coi Minh thôi. Minh ơi, em là tất cả của anh. Cố lên em nhé. Ê, trước mặt em kìa. Đó, trước mặt kìa, trước mặt kìa. Xin chưa? Ôi, trên này này, trên này này. Trời ơi, mình bắn xin chưa gục được một thanh niên luôn kìa. Kinh thật. Em không bắn được. Ghê 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 ghê. Đúng 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 đúng. Kinh 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 kinh. Vâng, và chỉ còn hai thanh niên nữa thôi là chúng ta... À, trước mặt em luôn kìa, ngay cây kìa. Trước mặt em luôn á. Đó, 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 nó bắn kìa. Bắn nó. Dưới nó hả? À, dưới kia nó kìa. Dưới kia một thằng. Hay quá. Rồi còn thằng ngày đó thôi đó. Đó bắn đi em, bắn đi, bắn đi. Đúng rồi, hay quá. Hay quá Minh ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Một cô nàng bắn súng khá là kinh khủng. Nhi của bắp, quý của bắp.